Lễ đón chính thức Tổng thống Nga Putin được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Nga Putin bước lên bục danh dự, quân nhà cử quốc thiều hai nước. Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là lần thứ 5 Tổng thống Putin tới Việt Nam, chỉ ít lâu sau khi ông nhậm chức nhiệm kỳ Tổng thống mới, khẳng định sự đánh giá cao của Tổng thống Putin và cộng đồng quốc tế về cơ đồ, tiềm lực, uy tín quốc tế của ta qua 40 năm đổi mới. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm hai nước ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản về quan hệ hữu nghị và một năm trước thềm kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 1950-2025, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030.
Đi đi đi.